đi chỗ nào mà người ta làm cho mình ăn chứ. Ta ơi mà là 6 rưỡi á, 6 rưỡi tập trung ở đây. Ừ, nhớ cứ ba người đi hướng này kia, ba người đi hướng này. Rồi team cũ đi, team mà lúc hồi hôm đầu á, hôm đầu mình đi á, đi theo team đó đi. Mỗi team cầm một bịch thôi hả? Mọi người ơi, chúng ta sẽ quyết tâm ăn được tôm hùm và ở cái sạn 5 sao. 1, 2, 3. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm, thôi đi. Thế thì cho em hỏi là tôm hùm mình có những loại nào vậy chị? Loại nào rẻ hơn hả? Loại xanh. Một con thì khoảng bao nhiêu ạ? Đi khảo sát giá trước đi. Rồi hỏi lại đi. Ê nè nè, vô đây hỏi thử. Này có bán không? Hỏi. Ôi, Quang, cho con hỏi tôm hùm ở đây bán sao ạ? Các con, ở đây cho con hỏi tôm hùm bán. Con bán 200 con. Giá cho mày 1 con. 200 con. Trời ơi. Có chế biến không cô? Có. Có chủ con luôn chế biến của ăn con luôn. Cô có loại nào mà rẻ nhất luôn á, cô có thể bán được không? 200 nghìn là chỉ nhất đâu. Đâu giờ bán chỉ nhất đâu, bán 150 giờ. Con nhỏ cô bán 150 giờ. Thôi, con tụi con có thanh long á, cho phụ mốt thêm tụi con xong rồi con đổi thanh long rồi con cô. Cho 100 thôi. Con nhiên là cô đẹp trai không cô? Đẹp trai tuổi rồi nè, ảnh thách thanh long nãy giờ mỏi tay lắm luôn á, diễn viên đẹp trai tội không. Thôi cô bây giờ cô giúp tụi con lấy một con 100 xong rồi cô lấy thêm thanh long cho tụi con nữa rồi. Giờ tụi con quay chương trình chứ bình thường cô đâu có ăn thanh long đâu. Ăn vậy con chứ ăn con sao được. Là nhiệm vụ là chỉ cần được ăn thôi à. Mà tụi con có tới 6 đứa lận. 13 con. Đúng không? Là bây giờ bên bây giờ còn bao nhiêu? 300 ngàn. Bây giờ mình còn có 300 ngàn. Ủa nếu vậy là đủ không mà? Có 300 ngàn. Giá đặt. Giá đặt. Ủa giúp gì hả? Đi ăn xin với con phim nữa cô. Lấy ba con, gọi ra bán cho ba con. Lấy ba con, bán bằng ba con. Đưa 300 vô, đưa bị lắm đâu. Dạ, được không? Kêu mấy đứa kia lại đi. Để đó là ngu á. Không con. Dạ dạ, để con kêu mấy đứa còn lại đây. Mấy bạn còn lại đó. Lại đây. Dạ dạ. Mấy bạn. Anh nhớ kìa, mấy con đi, con đi. Ôi, mọi người mua được bao nhiêu vậy? Đang ngồi 300 một ký. Bên kia bao nhiêu một ký? Bên kia bán một con 100 ngàn. Em, thôi bây giờ nhảy thì sẽ qua bên kia xem. Ok, mình thoải mái quá đúng không? Dạ. Dạ. Em đặt chai này, đấy chai đó. Cảm ơn nhiều. Đi đi, qua kia bên. Ôi, tay. Đây nè, mấy cô này đang bán 100 ngàn một con. Mà lấy con 100 thôi. Đó. Ngàn á. Dạ. Cô bán 200 nhưng mà cô sẽ... Là nhờ kia tốt thiệt. Đẹp trai quá. Cô có điện thoại không? Mình lấy điện thoại ra con chụp với cô một tấm hình kỷ niệm nè. Vô. Để đây con. Đây em cầm nha. Ống này là để tặng cho cô luôn, chụp để tặng cho cô luôn. Đây bấm chụp cho cô đi. Rồi cô, đây nhìn máy nè con. Rồi con tặng cô. Được chưa? Rồi. Để rồi con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Không cần làm gì phức tạp đâu cô, làm cho nó chín lên để tụi con ăn á. Rồi rồi dạ. Con à. Ủa nó còn sống luôn hả cô? Dạ mấy đứa rồi. Dạ sống. Còn sống luôn. Để con cầm giúp cô nha cô. Cô nướng đi, còn tụi con ngồi đâu cả. Alo. Chắc gì chứ? Kem vô làm không? Cảm ơn. Đây. Ui con. Con này là bao nhiêu tiền? Ủa sao nó khác nhiều vậy? Ờ, con sống. Còn con này là chết rồi.
Sao hết cần có con à? Con của em mua là mới ngợp hả? À à, nhưng mà thôi em cầm hơi nó chết là nó mất giá trị. Cho nó xuống lại đi, mất công nó cầm lâu quá nó chết. Thôi bây giờ mình đang bận chờ. Rồi giờ mình ngồi ra ngoài đó mình ngồi chờ nha. Rồi cảm ơn mọi người. Dạ cảm ơn em. Dạ rồi em cảm ơn chị. Nướng liều con tùy nó thắt vô mua rồi mới làm. Đó là bí mật, bây giờ mẹ nói rồi con không bồn nữa. Đây nha, đây nha. Coi nướng trong mồm thôi, sao vậy? Anh lần đầu tiên đừng thấy coi cách chế biến, cách làm mà. Chứ giờ là ngồi ăn không à. Bé ơi, bé em có bận không để chị lái nướng? Em nướng là anh không dám ăn đâu. Không phải giống như cơm dừa nữa. Hôm qua đó, cơm dừa đó em thấy em thôi đi. Cảm ơn em. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi phải không? Ừ, thấy hấp dẫn rồi. Thơm. Thơm. Ê, wasabi của tôi đâu rồi? Không, cái này ăn nghe cái muối ớt tanh ngon hơn. Đây. Tự nhiên, sau đây sẽ là một phần giới thiệu món ăn giữa của mẹ con nhà Hà Linh. Thì em bỏ để mình qua nha. Cái bên kia thì cái dĩa đó. Ngon, 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 ngon tuyệt đỉnh. Ngon hơn Thanh Long không? Đương nhiên là ngon hơn. Vâng, thưa các bạn. Và đây là món tôm hùm đánh đổi bằng mồ hôi xương máu của chúng ta. Ơ đúng luôn, được, đây là tôm hùm đánh đổi bằng mồ hôi xương máu thật luôn á. Thiệt mồ hôi. Ok. Đây là bao nhiêu ký hành lông mới được? Thôi kém nhỏ béo lắm luôn đấy. Có ai đó đang ăn thật? Dệt, nhiều không? Mày nhau lắm chứ. Cái này ngon. Cái này ngon. Mọi người ơi, trên tay của Linh đó là một miếng tôm. Cái tôm này đó là tôm mồ hôi sôi nước mắt của chị em đồng đội. Và bây giờ chúng ta hãy xem thử Linh thưởng thức món ăn này như thế nào nhé. Chúng ta hãy lấy lên một miếng tôm, sau đó chấm một miếng chanh ớt, chanh tiêu, sau đó chấm thêm một miếng wasabi, rồi làm sốt. Sau đó thì chấm cái này vô nó lạ nè. Rồi nè, em mời chị ăn nha. Ừ, chị ăn đó. Coi lại ăn một lần. Coi lại coi coi nhà này một lần. Bây giờ chị ăn ba thì rất là đẹp. Em giận chị thiệt sự luôn á. Mọi người chú ý, mọi người chú ý, ba ba thì rất là tập rồi, ngủ chung phòng rồi nên là mọi thứ nó đúng thì em ăn con. Nè, ăn lỡ đi nè. Không. Ăn được. Thế là chung chuyên môn quá ha, mọi người nói gì nói, thế vẫn ăn im lặng và ăn. Nãy giờ em nhìn em thèm lắm. Nói nghe nè, không tìm miếng khác đâu. Đây là. Nãy giờ chỗ mình ăn hết rồi, xong mình cố mình viết viết, không còn gì để viết. Không biết nè, ăn gì luôn. Em cũng vậy nè. Ôi mà vui. Mùi nó ngon. Cái này con. Cái càng con. Đứa càng con không? Và mình được cấp cho 3 triệu. Và chung sống rồi. Không, mà chung vui. Thật sự là bây giờ tại mình về đường xá ở đây cũng rành nữa. Bây giờ muốn đi tìm
chỗ ở phải đi cũng xa, không biết giờ có cách nào không ta? Có. Có hả em? Cách nào vậy? Có liền. Đêm vui dữ vậy? Rất là đơn giản thôi mọi người, bình thường á. Vẫn còn dư âm cười trên xe lúc trước. Ok, mình vẫn được có một cái điện thoại mà. Nói chung là bây giờ mình cứ lên mạng search thôi. Thì thường đi mà em không biết ngủ ở đâu thì cũng lên mạng search xem có chỗ nào ngủ rẻ rẻ không. Đây em sẽ dùng cái app này. App gì vậy em? Chỗ nào có ngủ đúng không? Trời đất ơi. Mọi người ơi, chúng ta có 3 triệu. Chúng ta hãy ở một cái khu nghỉ dưỡng mà em nhìn vô đi. Ngon lắm. Nhìn phòng nè, đã không? Ok không? Mình làm mình nguôi. Thế đồ bao nhiêu được? Sao chậm vậy? Giá gì đó. Giá của chúng ta là 3 triệu 0.5. Ở năm bao nhiêu rồi? Ở trên đấy nó có vé máy bay từ hàng tỷ năm rồi em. Em không có. Ở trên này nó có cái kiểu của vé máy bay mà mình mua khứ hồi ấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ... Em có vé máy bay đặt thẳng về Sài Gòn không? Có vé nào để mua đi luôn không? Không, không có sân bay. À, okay, okay. Ở đây không có sân bay. Vé máy bay chạy đến nào luôn. Em chào chị. Dạ em xin giới thiệu với chị, em là một cái khách hàng mới đặt ở trên Traveloka á chị. Dạ. À thì em đi 6 người. Dạ rồi ạ. Em là chị tên gì ạ? Dạ em Gia Linh ạ. Chị một người đại diện rồi được rồi đúng không? Em xin chứng minh nhân dân luôn ạ. Chương trình mình rất gì và này nọ nhé, không có cái chứng minh, không có cái chứng minh gì. Vâng, em cảm ơn. Đâu coi đẹp gái không? Chị vẫn đẹp. Ôi đẹp, ui. Chị vẫn đẹp. Ui, đẹp gái nào đây? Chị vẫn đẹp, nhá. Chia xa, xa 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 rồi. Chân nữa, chân nát. Em ơi, mở cửa vô đi. Chào các bạn, đưa cảm nghĩ của mình sau khi mà ở lều một đêm mà hôm nay được ở như thế này thì các bạn thấy sao? Không cần phải nói, không cần phải nói, quá sung sướng. Chưa thì sống lại luôn đấy. Có quầy rượu, ai biết pha rượu vô. Đây, biết kia biết thăm mình kìa. Nếm lắm. Nếm lắm. Nếm lắm. Chúng ta sẽ làm lễ truyền đạo. Đó là cái giải đó. Xây ra tinh dầu. Tinh dầu. Mọi người hẹn nhau ra đây. Con ma đi. Con ma, con ma. Thôi, không có đem mất chiếc đấy. Rồi, đưa vòng số 1 nè các bạn ơi. Đi ngay chỗ này em nằm đây. 3 phòng hả? Đây là phòng dành cho đôi uyên ương. Chỉ có những cặp đôi uyên ương đây ở thôi. Đó nè, phòng này dành cho Hà với lại Gia Linh. Còn dành cho đôi uyên ương. Đó. Ê, có một cái lồ nữa nè. Ê, đi con quá. Một cái. Là. Rồi, một số hai bên này đẹp hơn nè. Ôi, thôi mình rồi, mong mình. Thôi, bước vô, thấy vậy là nửa anh chạy hôm kia hết rồi. Em phải